Làm gì để được người yêu cưng chiều và trân trọng? Điều số 1. Phát triển bản thân và yêu thương bản thân, tôn trọng cảm xúc và cảm nhận của chính mình. Mình nói điều này ra không có nghĩa là các bạn sẽ luôn bác bỏ ý kiến và suy nghĩ của người khác và cảm nhận của người khác mà chỉ tập trung vào chính bản thân mình thôi. Không có phải nha. Chúng ta cần phải ưu tiên chính bản thân mình nhiều hơn, sau đó chúng ta sẽ cân bằng giữa cảm nhận của người khác nữa. Quan trọng ở đây là các bạn phải có sự khéo léo để cân bằng cả hai thứ và chắc chắn càng không được bỏ qua chính cảm nhận của các bạn. Vì cách mà người yêu lựa chọn cái thái độ để đối xử với bạn tùy thuộc vào cách bạn tự đối xử với chính mình như thế nào, chứ không phải là cách bạn đã đối xử với họ ra sao. Các bạn có thể thấy đó, trên đời này có rất là nhiều người họ sống rất tốt, họ đối xử rất tốt, rất là tử tế với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng chính bản thân họ luôn là người chịu thiệt thòi và luôn là người chịu cái hoàn cảnh là bản thân mình bị bỏ rơi. Hoặc thậm chí có thể chính các bạn là người đang trải qua cái tình trạng đó. Thì không phải là tại vì các bạn không tốt, mà là các bạn đã đề cao cảm xúc và cảm nhận của người khác quá nhiều mà bỏ qua chính cảm nhận của mình. Điều số 2 quan trọng không kém, đó chính là học cách tôn trọng và thấu hiểu đối phương. Tại sao điều này lại quan trọng? Tại vì không phải chúng ta lúc nào cũng sẽ tự động mà hiểu người đó bằng cách là chúng ta lấy cảm nhận của mình và áp đặt lên người khác. Mỗi con người là mỗi cá thể khác nhau. Chúng ta đều có cảm xúc, cơ thể, suy nghĩ và cảm nhận khác biệt. Đúng là có những thứ mà chúng ta sẽ giống nhau đó, nhưng mà không phải là tất cả. Chúng ta không bao giờ được lấy kinh nghiệm và cảm nhận của mình và nghĩ rằng là họ cũng cảm thấy như vậy. Và đây là điều mà mình đã nhận biết được trong cuốn sách Hướng dẫn sử dụng nửa kia. Mình đã có thể học cách tôn trọng người yêu mình đúng cách và hiểu người kia đúng hơn trên góc nhìn của họ, chứ không phải là mình nhìn họ trên góc nhìn của chính mình nữa. Mình đã có một cái nhìn khái quát hơn về mối quan hệ và mình đã biết cách xử lý những cãi vã. Từ đó, tụi mình cũng đã không còn cãi nhau nhiều nữa. Rồi tự nhiên tụi mình cũng đã hiểu nhau hơn, tụi mình cũng đã cảm thấy yêu nhau hơn nữa. Và có một điều bạn rất cần phải lưu ý, không phải là người yêu không yêu bạn, mà chỉ là người ta đang không yêu bạn như cách bạn muốn. Hãy học cách hiểu họ nha, hãy học cách hiểu ngôn ngữ tình yêu của người ấy, thay vì là cố gắng thay đổi người ta.